các bạn. Đây là xong quá trình là làm xong một cái van bể sắt phi 6, phi 8, phi 10 bằng bi các bạn ạ. Đây bằng bi xoay này các bạn. Bể vào này các bạn. Bể rất là nhẹ luôn, bể 4-5 cây sắt luôn các bạn. Mình toàn là tận dụng cái từ bỏ đi và mình lấy được cái van này. Xin chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách làm ra một chiếc van bể đai, bể sắt 6, sắt 8, sắt 10, nhanh như máy, bể đai bi các bạn ạ. Bể điền lúc 4-5 sợi sắt luôn. Đây là lô này, lô để đóng vòng bi này vào này các bạn. Lô đây, hai quả lô này, bu lông 14 dài 7 phân này, một bu lông một eco này, đệm đóng đen này, và cán này. Đây là mình cần một cái mũi khoan 15 năm này để khoan buộc vào đây, cho khoan luôn này, và hai thanh chốt 15 dài gần 9 phân các bạn, 9 cm. Trong quá trình làm này là làm rất nhanh thôi mà là hiệu quả các bạn ạ, phục vụ cho các anh em xây dựng bể đai công trình nhưng đã về điền lúc 4 sợi sắt. Đây là mình cắt thanh u 100 các bạn ạ. Đây 100 này, cần 100 này, u 100 dài 39 phân, dài 39 phân đó các bạn. Cách một thanh u 100 để làm cái cài nó, xong rồi mình khoan một lỗ vào đây. Đây mình cắt này. Các bạn ạ, nó đi vào lô để lắp lên đây, đi đây thì nó đi vào các bạn. Đóng bi là đóng bi hai mặt các bạn ạ, đóng bi hai mặt, mặt trên là mặt dưới. Đây là mình hàn chốt vào và đây.
mình đã hàn xong chiếc bam bể đại bi bể nhanh như máy rồi các bạn. Rất đơn giản rồi các bạn, hiệu quả lắm các bạn. Đây mình lắp ráp, đây là bu lông 14 dài 7 phân này. Và cái bu lông bóng đen này. Mình lắp ráp vào các bạn nhé. Lắp bể cho các bạn xem. Đây là mình đã làm xong một cái van bể sắt phi 6 phi 8 phi 10 gọi là với bể đai cho anh em tự xây đấy các bạn. Mình bể cho các bạn xem nhé. Bể nhìn lắm các bạn, vì nó có bi. Được tấm tắp luôn, nhanh như máy luôn các bạn. Cây luôn các bạn. Mình không bị quen nên là nhân thì người ta sẽ bị quen thì nhanh lắm các bạn. Thấy không? Nhất vuông luôn.